Anh về chiêu đãi không nhá? Alo, xin chào một tạ của hoàng đế, 50 cân tôm hùm Alaska và một công nhân hoa hồng. Ông còn nhiều phải ăn sao em? Chúng ăn tôm hùm Alaska và hoàng đế bao giờ? Nếu nó không ăn được nhiều, chúng mới còn đang dê nhà tôi. Chúng ăn thứ đó suốt nghiền lắm, bao nhiêu cũng hết. Cần thuê người chị ơi. Một cầu nhà tôi bị tắt, cần một người đến xử lý. Thuê em đi, ngày trước em học rất giỏi môn tích phân. Liên quan gì đến việc thương tắc bồn cầu? Liên quan chứ, tích phân là nguyên nhân chính gây nhắc bồn cầu. Còn anh kia, ngày trước học giỏi môn gì? Dạ, toàn diện ạ. Rồi toàn diện? Dạ không, rốt toàn diện. Nhưng em có kinh nghiệm thông bồn cầu. Học lớp 9 năm nay mới thông rồi. Và thông rất khỏe. Một đêm có thể thông 4-5 cái. Một lúc có thể thông đồng thời 2-3 cái. Tiền công anh định lấy bao nhiêu? Tiền công tùy thuộc vào hàm tích phân chị ạ. Hàm tích phân là sao? Tức là hàm lượng phân tích tụ gây tắc bồn cầu. Phân càng nhiều, em càng ăn được nhiều. Ý em là em càng kiếm được nhiều tiền đi. Thôi, tôi trả anh 100. Trả cho nó 300 đi. Em bị hâm à? Thông cái bồn cầu thôi mà trả 300. Vì đây là thằng bạn học cũ của anh. Ông không nhận ra tôi à? Tôi tòng đây, học giỏi nhất lớp, cho ông nhìn bài suốt đây. Hồi đó, ông làm cầm đồ khá lắm mà. Sao giờ ra nông nỗi này? Chuyện là lần đó, có ông khách mang khẩu súng bắn chim đến cầm đồ ở quán tôi. Nửa đêm tôi đang ngủ, người yêu tôi nó mình ngợm thế nào, lại mang cái súng đó ra bắn thử. Bắn thử vào đâu? Thế ông nghĩ, cầm cái súng bắn chim, người ta sẽ bắn thử vào đâu? Thế bắn vào của ai? Nửa đêm trong phòng ngủ, chỉ có tôi với người yêu tôi. Thì ông nghĩ nó sẽ bắn vào của ai? Sau khi bị trúng đạn, tôi phải bán hết tài sản, xe cộ, rồi vay nợ để chữa trị. Kết quả chữa trị thế nào? Chỉ phục hồi được chức năng đi tiểu, còn các chức năng khác hỏng hết rồi. Thế em yêu xinh đẹp của ông thì 80% đàn bà sẽ bỏ đi khi thằng đàn ông không còn tiền, 20% còn lại sẽ bỏ đi mà khi thằng đàn ông vừa không còn tiền, vừa không còn được chức năng nào khác ngoài đi tiểu. Còn ông mới hôm nào vừa cắm quần bò, cắm xe đạp để lấy tiền ăn, sao giờ đã thành đàn vợ xinh, xe đẹp thế này, tôi buồn bán thôi. Ông đang nghe câu phi phu bất xuất, à nhầm, phi thương bất phú chưa? Sau khi cắm xe đạp cho ông được 300.000, tôi quyết định khởi nghiệp làm ăn. Tôi đến tận xưởng may, nhập 100 cái quần xịt với giá gốc là 3.000 một cái, mang ra về hè bán. Tháng thứ nhất bán được 1 cái, tháng thứ hai bán được 2 cái.